Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đổ xô đến Thảo Cầm Viên, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để vui chơi khiến nơi đây đông nghẹt người. Bên trong khu vực bán vé, nhiều gia đình đã tập trung xếp hàng dài, mất từ 15 tới 30 phút mới mua được vé. Bãi đậu xe luôn trong tình trạng chật kín, thậm chí không có lối ra ngoài. Khu vực đền Hùng từ sớm rất đông người dân, các ban ngành đoàn thể, phụ huynh dẫn con em đến viếng, dâng hương tưởng niệm ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tới đây thì cô thấy rất là vui, thấy đầu người người ta đi lễ đó, dự lễ đó, à, cô thấy cũng phấn khởi lắm. Cái cảm giác cũng như là nó thiếu thốn cái gì đó. Rồi hôm nay là được đi tới đây thì cô thấy nó rất là hào hứng. Mấy năm trước cô đi cũng đông vậy, nhưng mà năm nay thì thấy nó phấn khởi hơn. Tại vì trong mấy năm dịch đó, thì mình ở nhà, đó, mình bị tù túng đó. Thì năm nay được đi ra ngoài thì thấy nó đây là lần đầu tiên mà em và cùng cả lớp được đi tới một cái lễ vinh dự như thế này ạ. Cũng khá là lo lắng nhưng mà em cũng rất là an tâm khi mà nhà nước mình đã có những cái biện pháp chống dịch rất là tốt và tụi em đã đến đây và vui chơi và tham quan rất là nhiều những cái di tích lịch sử và hiểu hơn về đền Hùng ạ. Được biết, đền thờ vua Hùng ở Thảo Cầm Viên do Pháp xây dựng vào năm 1926 có tên là đền kỷ niệm. Sau năm 1954, đền được chuyển tên thành đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Sau năm 1975, đền được đổi thành đền thờ Hùng Vương và giao cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Tháng 6 năm 2015, đền Hùng được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh cấp thành phố. Mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, nơi đây đều có tổ chức lễ giỗ trọng thể để ghi nhớ công ơn dựng nước của các vua Hùng. Lễ gồm lễ dâng hương, rước kiệu và lễ hội. Phía bên trong khuôn viên Thảo Cầm Viên đông đúc các gia đình tập trung ở các khu vực chuồng voi, cá sấu. Nhiều gia đình cảm thấy choáng ngợp, không ngờ hôm nay lại đông đúc đến thế. Dọc các bãi cỏ có bóng râm đều chật kín người ngồi, nghỉ chân và ăn uống. Dịch nên cũng ở nhà chứ không có được đi. Nên bây giờ tới cho mấy đứa nhỏ cho nó đi chơi, cho nó thoáng một chút chứ cứ nhốt nó nhà hoài chứ. Mình cũng không có thời gian dành cho tụi nó nhiều á, cái thấy cũng tội, đông quá cũng hơi bị ngợp á. Nên cứ lang thang cái chỗ nào bớt bớt người thì đi chứ còn đông quá cũng không dám chen vô nó ngợp quá. Không, hồi trước kia thôi chứ bây giờ nó cũng nói chung là không còn lo ngại nữa, tại vì giờ giống như là một cái bệnh dịch, bệnh lý nó bình thường quá nên chị cũng thấy nó bình thường chứ cũng không phải là đáng lo ngại gì nhiều. Bây giờ thì đi mình cũng vẫn xịt khuẩn rồi mình vẫn giống như mình đeo khẩu trang rồi bảo vệ. Nhiều bạn trẻ mang theo thức ăn, bạc và cả võng để sau khi ăn uống vui chơi thì tìm bóng mát nghỉ ngơi. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.